À, xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để quay cho cả nhà xem cái cây tùng kim cương, cái cây mẹ mà để mà mình nhân giống ra cây nhỏ để cung cấp cho các bạn nha. Thì cây tùng kim cương thì mình nhìn thì mình sẽ biết cái lá nó khác so với tùng vạn niên, tùng la hán. Thì cây tùng kim cương này thì cái lá nó ngắn hơn và nó nhặt mắt hơn nha các bạn. Nó rất là khít nên là khi các bạn nhìn nó thì nó đơm đơm, nó chùm chùm rất là đẹp luôn. Nè các bạn nhìn, các bạn thấy không? Cây mình nó rất là đẹp, càng lớn cây mình nó càng rất là đẹp, nó nhặt mắt nó rất là đẹp luôn nha. Ngon quay gần cho các bạn coi nè. Cây nào một cái nhánh non nó đang ra nha. Cái này là cái loại tùng kim cương. Nó có cái này loại là cái loại nó có trái nha các bạn. Tùng kim cương thì nó cũng có giống như tùng la hán, tùng vạn niên vậy đó, nó cũng có hai loại, là nó có loại có bông và có loại có trái. Thì cái loại này là loại có trái nha các bạn. Đây là nó đang ra bông để nó đậu trái nha các bạn. Cái bông của nó màu trắng nhỏ và nó mọc từ nách lá nha. Nhà các bạn thấy cái bông chưa? Cái bông của nó rất là đẹp luôn. Thì cái cây này thì là Ngân có cung cấp cây giống nhỏ cho các bạn. Một cái cây giống giống như trên video đây thì nó cao tầm khoảng là nửa gang tay, tương ứng với là khoảng là được 10 cm nha các bạn. Thì cái cây này có giá là 90.000 một cây. Thì 5 cây thì Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn nha. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngân ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các bạn hỏi đường đi về cầu Cái Mơn lớn á. Các bạn hỏi đường về cầu Cái Mơn lớn tới đó rồi điện thoại Ngân nha. Nhà Ngân thì cách đó thì tầm 2 cây số thôi. Còn các bạn nào ở xa thì cho Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại, Ngân gửi hàng cho các bạn nha các bạn. Đây là cái cây giống của mình đây, nó cao tầm khoảng 10 cm thôi nha các bạn. Khi các bạn nhìn nó thì các bạn sẽ biết ngay lá của cây thì nó sẽ khác so với tùng vạn niên. Thì tùng vạn niên và tùng la hán thì cái lá nó dài hơn và giữa các nách lá thì nó thưa với nhau. Nên khi các bạn đặt hàng thì các bạn yên tâm, các bạn được kiểm tra hàng xong rồi mới thanh toán nha các bạn. Nên là đảm bảo đúng, cung cấp đúng giống cho các bạn luôn. Đây là cái cây nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn rất là thích luôn. Hồi nãy Ngân cháu quay cái bông cho các bạn coi á. Đây là cái bông của nó nè. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân để giới thiệu những loại hoa kiểng mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này.